Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hubo xin chào anh em. Tôi chào chào anh em. Ok các bạn ạ, thì Mạnh nó đi học chưa về. Hôm nay là thời tiết hơi âm u một xíu, thì hôm nay mình có mua được ít xương ống tùy bò ấy các bạn ạ. Lần trước ấy thì anh em mình có ăn cái xương ống dài dài người ta cắt đôi ra rồi, thì anh em bảo là ngấy, và mình có hỏi người ta ấy, thì người ta bảo là cái xương ống mà người ta cắt khúc như này này thì ăn nó sẽ ngon hơn và không bị ngấy nha các bạn nha. Thì ở đây ấy, Tiến chưa được ăn luôn à? Đó, thì hôm nay thì Tiến sẽ được trải nghiệm cái món gọi là xương ống tùy bò đấy nha các bạn nha. Thì ở đây anh em mình có chuẩn bị rất là nhiều xương ống tùy bò này, cắt hình rất là đẹp luôn các bạn ạ. Có những cái khúc rất là to này các bạn ạ, nhìn như kiểu cái gốc cây ấy, còn cái tùy bò của nó này thì mọi người sẽ thấy là cái tùy bên trong nó rất là to luôn. Mong rằng nó sẽ ngon hơn cái xương ống cắt đôi lần trước. Và xương cắt đuôi lần trước ấy, nó là cả một cái khỉu tay này, xong xẻ đôi ra thôi, xong là anh em mình cứ thế anh em mình nướng lên. Còn hôm nay ấy, thì xương ống anh em mình mua là những cái đoạn cắt khúc thề với mọi người, có những khúc nhìn rất là đẹp này, những khúc này này đó, thì anh em mình sẽ đem số xương ống tùy bò đấy đi để anh em mình gọi là làm món xương ống tùy bò nướng siêu cay nha các bạn nha. Đó, trời mưa gió ăn cái này thử xem nó như thế nào nha các bạn nha. Tiến thì chưa được ăn bao giờ, thì mình nghĩ là Tiến đang hào hức để xem cái món xương ống này nó như nào. Thực ra thì lần trước là anh em được trải nghiệm rồi, nhưng mà người ta bảo là bò đéo nên ăn nó bò sẽ bị như vậy. Còn hôm nay là mua bò xịn hơn thì ăn anh đoán nào nó sẽ ngon hơn nha. Còn cái nguyên liệu của anh em mình ấy thì mình cũng chẳng cho gì nhiều đâu, thì anh em mình chỉ cho sa tế này, tương ớt này, và anh em mình sẽ cho thêm ớt bột nữa. Thì số xương ống này ấy, thì hiện tại nó là kiểu hàng đông lạnh gửi đi xa ấy, nên là anh em mình sẽ phải hấp qua nó, xong rồi anh em mình mới phết gia vị siêu cay lên, xong rồi anh em mình đem đi để nướng và anh em mình thưởng thức luôn trong cái ngày mưa này nha các bạn nha. Anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình ấy mà thấy hay thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình một cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh em nhá. Anh em mình thì hôm nay sẽ hấp ra cái chõ này nha các bạn nha. Anh em mình sẽ nhặt những cái cục to, anh em mình để xuống bên dưới trước, anh em mình xếp xuống bên dưới nha các bạn nha. Cục nhỏ anh em mình xếp lên bên trên đó. Bởi vì đó là hàng siêu khủng nên là xếp ở bên dưới để khi mà trong quá trình hấp ấy, thì nó sẽ nhanh chín hơn xíu nha các bạn nha. Không biết là cái chõ này có trụ được số xương ống này không các bạn ạ. Thực ra dài cả bò nhét làm được. Kiểu cái xương ống này thực ra là nó rất là nặng ấy. Cái xương của nó ấy các bạn ạ. Em xếp làm sao đừng để cái tủy nó liên quan đến cái gì không, nó rách cái tủy ra. Đó, bên này thì anh em mình sẽ pha cái nước sốt để anh em mình nướng này các bạn này. Đó, anh em mình sẽ cho sa tế thật là nhiều này các bạn này. Hai lọ sa tế luôn các bạn ạ. Đó, nhìn mình sẽ cho tương ớt các bạn ạ. Bắt được chưa? Đó, nhìn mình sẽ cho tương ớt nữa này. Đó, tiếp đến này nhìn mình sẽ cho gọi là ớt bột này. Rồi sẽ cho một xíu hạt lêm vào để tí anh em quyết cho đậm đà hương vị nha các bạn nha. Nó đào trộn đều cái sốt quyết này của anh em mình lên, nó rất là cay đỏ đây các bạn này. Anh em mình hấp xong thì anh em mình sẽ quyết cái sốt này lên từng cái ống xương nha các bạn nha. Đây các bạn ạ, vậy là anh em mình đã hấp xong số xương ống tủy bò đây rồi các bạn ạ. Nó đã đổi màu rồi này các bạn này, và cũng gần chín rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ trang điểm đánh son cho những cục đoạn xương ống tùy bò đấy nha các bạn nha. Đó, anh em mình sẽ quyết cái sốt mà anh em mình đã trộn này các bạn này. Đó, em quyết lên đi. Mùi xài ơi. Đó, sau anh em mình sẽ đem về để nướng nha các bạn nha. Mùi xài ơi. Đó, đẹp luôn các bạn ạ. Chẳng phải đặt xuống tí quyết vòng quanh xe. Cay luôn các bạn ạ. Nhìn không đã thấy đã muốn gặm. Mùi xài. Đó, đó hết rồi các bạn ạ. Một miếng như này nó mang lướng. Nào, miếng khác nào. Đây, cái ống này đẹp thực sự luôn này các bạn này, nhìn rất là đẹp luôn này. Em quyết ống này cho mọi người đi. Đó các bạn ạ, đổi màu luôn. Đó, đây là anh em mình đang trang điểm, trang trí cho cái số
đoạn ống tùy bò mà anh mình đã hấp nha cả nhà. Chỉ một bước nữa thôi đó chính là anh mình sẽ đem về để nướng xong rồi anh mình sẽ thưởng thức luôn. Thì hôm nay bởi vì trời mưa ấy, anh mình lại chưa chuẩn bị được than nên là chắc là anh mình sẽ đem về anh mình nướng bằng nồi chiên không dầu, và sau khi mà nó nóng và nó chín thì anh mình sẽ thưởng thức nha cả nhà. Nói chung là nó chín rồi nhưng mà anh mình muốn nướng để cho cái gia vị ấy, nó ngấm vào trong cái tủy bò này để khi anh mình thưởng thức cho nó ngon ấy. Liền này anh mình sẽ phải nướng lại các bạn ạ. Anh mình hấp là nó đã chín rồi. Đây là chỉ là trang trí thêm cho nó đẹp và nó cay hơn, và nướng để cho nó ngấm vào bên trong tủy để thưởng thức cho nó ngon hơn nha các bạn nha. Đấy các bạn ạ, vậy là anh mình đã nướng xong số xương ống tủy bò đây rồi các bạn ạ. Nhìn màu rất là ngon nên màu rất là đẹp đây các bạn này. Mạnh thì đã về rồi. Bây giờ thì anh mình sẽ thưởng thức luôn cái món xương ống tủy bò xem nó ra làm sao các bạn ạ. Tiến thì lần trước là chưa được ăn cái món xương ống tủy bò cắt dọc, thì hôm nay sẽ để cho Tiến thử trước nha các bạn nha. Đây đây đây. Để Tiến test thử cái miếng to đùng này đi. Tay dính nha các bạn này. Nó rất là kiểu đậm đà hương vị nha các bạn nha. Đó, ui giời. Lần nào ăn bự bự quá. Bự ngữ không? Hút luôn, hút được. Thử không nào? Lên được, được rồi. Mời mọi người ăn xương ống tủy bò nhé. Mấy nè. Đúng không? Không hút được. Tổ làm to luôn. Em mày cái nó lên, hút thế hút sao được. Đấy, để đẩy nó lên. Thằng này mình nghĩ chắc là nó quen ăn cái tủy bò bình thường rồi nên là nó chơi hút các bạn ạ. Anh em đang cắt ra đây, con này đang gọi là xéo xương ra. Xéo ủa, tủy ra béo thế. Béo. Em lấy tay đẩy bên dưới lên là nó lên. Đây mời bạn nha. Béo thế. Đó, đây đây các bạn này. Chắc là Tiến là hay ăn cái xương ống kiểu bò Việt đấy. Bò Việt. Nên là kiểu hay hút tủy kiểu ý các bạn ạ. Đây các bạn ạ. Cái tủy là hồng này, cái tủy hồng. Ui. Cho nhiều lắm mình ạ. Mưa các bạn ạ. Anh em mình đang ngồi ở dưới mưa để thưởng thức các bạn ạ. Em nhòm cái ống không nào? Đây nha. Các bạn nha. Đây là các bạn ạ, mỡ vàng béo này, không biết là ăn nó như thế nào thôi. Nhìn được rồi. Này ăn ngon đấy. Anh nghĩ là bọn em chỉ cần lấy khoét xong bọn em lấy tay đẩy ở bên dưới lên ấy. Thử xem nào. Ngon. Béo lần đầu tiên được ăn. Tiến lần đầu tiên thì ăn thấy như nào? Ngon này. Béo ngậy thế. Đây các bạn người gầy. Ê, em khoét đang bị sót này. Sao đấy? Đấy, xong bắt đầu lấy tay đẩy lên. Đó, đây là cái gọi là cái tủy bò này con này. Cũng là lâu không ăn. Sạch chưa? Sạch rồi. Nó khuét khuét trong đẩy lên đó, cái tủy bò kiểu cảm giác cái tủy của nó rất là to nha các bạn nha. Béo ngậy luôn. Đây con này, mạnh đẩy lên cho mọi người xem nha. Ui ra luôn. Cảm ơn các bạn này. Đấy. Các bạn nha. Vậy thẻ béo thật đấy. Cái vị của nó anh em thưởng thức thì thấy như nào? Ngậy tê tê. Mình quên đâu vừa nãy nó đâu có chạm vào cái tay anh không ấy, kiểu sau anh mút cái tay là cái hương vị của nó đã thấy rất là thơm và nó kiểu nó đậm đà hương vị rồi. Nướng ở ngoài ra khu ăn ngon đó các bạn ạ. Anh em mình đang ngồi dưới mưa để thưởng thức cái loại xương ống tủy bò nướng này nha các bạn nha. Ăn cái béo tủy ở trong thôi. Ném ngoài nữa đậm. Ở đây còn sót thịt thì sao Tiến? Gặp hết rồi. Thịt ngoài. Luôn trời không khoét được à? Cái miếng này lọc kiểu nó không liên kết đấy. Không liên kết à? Quét tròn chọc ra mình không quét nữa vừa nó ục. Ở đây nó có liên kết với nhau. Chắc là đây là không đúng cái cục, những cái cục như mạnh cầm này, nhìn nó đẹp như này thì mới khoét được nha các bạn nha. Cái này sao liệu cắt nhỏ nhẫn được nhỉ? Đợi em thử đeo vào tay nào. Đây các bạn ạ. Em để ra cái thịt cho mọi người xem. Đây là cái tủy bò này các bạn này. Đó, cái tủy bên trong của cái xương ống tủy bò đó. Hơi to. Đúng luôn. Thơm nhá. Cháu mình ngồi ngoài ngửi cái mùi rất là thơm. Bởi vì cái mùi vị của bò đặc trưng ấy các bạn ạ. Quét quét đấy các bạn ạ. Nhìn cháu cảm giác nhiều mỡ nhỉ. Không thấy anh em nào kêu ngấy nha các bạn nha. Kêu ngấy rồi anh ạ. Béo.
Hút kiểu chột một phát đấy các bạn ạ. Đó, anh em còn có thêm ít thịt nha các bạn ạ. Thực ra thì khi mà mua cái xương ống tủy bò đấy, anh em mà bảo là gọi là mua về để gặm thịt thì không phải, bởi vì người ta lọc hết thịt rồi, chỉ có bám một xíu ở bên ngoài thôi. Chủ yếu là ăn cái tủy bò ở bên trong nha các bạn nha. Quét tủy lên. Đồ trẻ không biết quét các bạn ạ. Đây chưa? Bữa vàng này, ui cái nhiều bữa vàng lắm. Đó, ui giời. Cái tủy này kiểu như là mình thấy là màu vàng khè luôn. Nó nhìn béo nhỉ. Ngon, ngon vậy. Cái miếng của Mạnh nhìn ngon. Đó, đẩy lên hút. Đấy, cứ đẩy ngón hút làm gì, phải đẩy ra thì ăn gì. Kiểu không biết là mọi người thấy anh em thưởng thức như thế nào, nhưng mà mình thấy là kiểu cảm giác khi mà bỏ cái ống tủy sau khi mà mình nướng xong ấy, thì nhìn cái màu đầu tiên đó là bắt mắt, và thấy anh em kiểu cảm giác ăn cái tủy này của nó ấy, mình nhìn thấy nó kiểu giống cục mỡ hơn đấy các bạn ạ. Tiến là lần đầu tiên ăn nhưng mà cắt rất là khéo nha các bạn nha. Cắt rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Vẫn thơm, thơm nhỉ. Béo quá mà cắn lửa dày ngọt. Đây đun trà không cao tay thì cắt mấy cái miếng tròn tròn này thì nó miếng tròn tròn này, miếng tròn tròn này thì nó dễ hơn đấy. Có mấy miếng thịt ở ngoài ăn cũng ngon hết. Bởi vì nó được ngấm cái gia vị ấy. Ngon. Mút đề cay các bạn. Anh mình làm thêm cái gia vị thì nó sẽ giảm đi cái độ béo ấy các bạn ạ. Ui, thật sự là cái ống tủy của nó có cái to bằng 3 ngón tay các bạn ạ, hoặc là 2 ngón tay luôn ấy. Nó hơn 2 ngón tay xíu nữa. Phê thế nhỉ. Vẫn chưa hết. Đây còn khá là nhiều nha các bạn nhỉ. Đó, nhìn màu rất là đẹp luôn các bạn ạ. Bỏ lại xuống em. Bỏ đi. Bỏ mấy cái hết xuống rồi con ạ. Đó. Anh em đã đánh chén hết khá là nhiều rồi. Đây, nói chung là cái tay khi mà mình cầm vào ấy là cái tay nó gọi là chuyển màu nha các bạn nha. Đó đó này. Đó đó này. Kiểu ở bên ngoài thì mình cũng quét cái lớp đi vào ấy, thì khi mà thưởng thức ấy thì nó cũng hòa quyện vào và nó sẽ có gia vị đậm riêng của nó nha các bạn nha. Còn bây giờ thì mình sẽ vào thưởng thức thử vài miếng để xem cái hương vị của món tủy bò cắt ngang này nó như thế nào nha các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức nha. Đấy, bên này to, miếng to luôn, miếng to. Nhưng miếng to thì sợ không đầy được như anh em. Bởi vì mình vào ăn sau ấy, chỉ kiểu hơi nguội một xíu là cái mỡ của nó đã đóng khô, đóng cục này này các bạn này. Mọi người sẽ thấy này, nó chứng tỏ là cái bò này nó rất là nhiều mỡ tủy này các bạn ạ. Ôi, cái miếng này bé lắm anh ạ. Nhìn nó đây, anh chọc vào luôn. Nhìn nó to xương đây. Thôi. Đây, ăn. Đây. Đoạn này khúc cái này. Cái khúc này bị lừa rồi các bạn ạ. Thực sự là nó to lặng. Này. Nó lặng mà chỉ có nhiêu đây tủy này các bạn này, đó. Mắc hết kẹp hết rồi. Không, đây mình vét cho mọi người xem này, toàn xương là xương các bạn ạ. Đó, mắc không thể xoáy được luôn. Đó, mình mời tất cả mọi người nha. Đó. Béo các bạn ạ. To như này mà nó chỉ có tí tủy thôi. Đây các bạn ạ. Mình lung linh luôn. À rồi, mình sẽ thử miếng này. Trời ơi. Wow. Đây các bạn ạ. Béo. Ôi. Đây các bạn này. Ui giời ơi. Tối. Wow. Ngon chưa các bạn ạ? Phải trải nghiệm nha các bạn nha. Cái vị của nó ấy, ở bên ngoài ấy các bạn ạ, kiểu nó anh mình cho thêm cả cái gọi là cái sốt, không cái sốt của nó ấy, anh mình cho cái gì nhỉ, cái gì đấy, tất cả là cái gì nhỉ, sa tế ớt bột cái tước gì mà nó ngâm từ xương đấy, hạt đêm, hạt đêm các bạn ạ. Ngon thì ngọt thì xương. Đấy. Cái xương này chắc là mình nghĩ khi mà anh mình hấp với lướng ấy là nó ra thêm vị ngọt rồi. Mọi người anh mình trộn thêm cả cái
cái hạt lim vào nữa ấy, thì giúp cho cái đấy nó kiểu cay cay các bạn ạ, cay cay đậm đậm, ngon thật sự luôn. Đây mình sẽ kiếm miếng nào đấy được, đây toàn cái con chó này, mình biết con chó này đấy được không, mình không đấy được, nó bị cắt đi rồi, cắt đi. Nói chung là cái khúc nào mà đẩy được ấy là cái khúc đoạn thường ở giữa ấy các bạn ạ. Còn mấy khúc này thì hầu như là không cắt được các bạn ạ, không đẩy được. Đó, nhìn này mọi người thấy không? Đến hôm nay mới đầu thưởng thức cái món này lần đầu thì em cảm nhận như là đầu tiên lạ, mà thứ hai là nó béo ngậy, ăn kiểu này nhanh béo lắm rồi. Người gầy gầy này ăn được. Ngon đấy. Đây các bạn ạ. Hết luôn này. Ui, miếng bị lừa rồi. Lại lừa. Tí đi. Đây. Đây. Thế còn hai anh em khi mà thưởng thức món này hôm nay thì thấy như nào? Thấy à, trước em cũng ăn được một lần rồi. Lần này ăn thì cảm thấy nó ngon hơn đấy nhá. Ngậy. Cảm giác cái tùy lệ. Béo. Cay, gia vị đủ ngon các bạn. Đó các bạn ạ, thì hôm nay ấy, thì anh em mình đã được trải nghiệm cái món gọi là xương ống tủy bò nướng siêu cay các bạn ạ. Thì mọi người thấy này, nếu mà để mà kiểu khi mà nó nguội lại ấy, thì cái mỡ của nó đóng bám vào tay mình luôn các bạn ạ. Đóng cáng đóng cáng luôn này các bạn này. Đó. Thì thực sự là sau khi mà mình trải nghiệm cái món này ngày hôm nay ấy, đầu tiên đó chính là khi mà trải nghiệm ấy, cái tủy bò này ấy, nó béo này, nó ngậy, và nó sẽ tạo cho anh em kiểu cảm giác là ăn một cái gì đấy rất là dễ ăn đấy, dễ nuốt nha các bạn nha. Nếu mà anh em nào ăn không quen ấy thì sẽ cảm giác nó ngấy ấy, nhưng mà anh em mình ăn rồi thì và anh em mình lại làm thêm cái nước gọi là nước quyết siêu cay ấy, với cả cái gia vị đậm đà nữa thì nó dễ ăn hơn rất là nhiều. Và như mọi người thấy là một khay xương ống tủy bò mà anh em mình đã đánh chén hết rồi các bạn ạ, bốn anh em đánh chén hết ở dưới trời mưa rồi các bạn ạ. Thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều, ủng hộ anh em nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.